Rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Khôi xin giới thiệu tất cả người chơi một đôi loa thuộc về dòng loa quý hiếm mà hay nói vui là chỉ gặp một lần trong đời vậy nè, kể cả người chơi hoặc người bán. Còn mà hay trêu nhau đó là khích nhau đấy, là có tiền cũng chưa chắc mua được nếu mà thích sưu tầm nha. Rồi thì đó là cặp loa dòng loa monitor, sự kết hợp giữa hai hãng JBL và Sansui. Lúc bây giờ cho ra cặp loa này có ngoại hình kích thước là siêu to khổng lồ luôn. Đó. Cặp loa anh em, thùng gỗ làng rất đẹp ha. Và cái hầu rất là sâu. Thật sự cái hầu của nó là tới đây anh em, tới gần 50 cm anh em. Tay của Khôi nó cho khoảng có 46 cm. Chiều rộng thì nó chỉ có 42, nhưng mà chiều sâu thì nó tới gần 50 cm. Chiều cao thì sắp chỉ 80 và nặng khoảng gần 40 kg một thùng. Thật sự là nó rất là khủng luôn nha. Cái này nè, đó, được thiết kế theo cái một số mẫu của hãng JBL, dòng S này, S101, 202 gì đó, rồi một số dòng lút nữa nè, và sử dụng cái hoa văn này rất đẹp ha. Đó. Thì ngày xưa mà làm thủ công được cái này thì khá gọi là đỉnh rồi. Còn bây giờ thì cho máy dập CNC thì 30 giây là có ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ lột nó ra, rất đẹp luôn. Đây là JBL Sansui Monitor 2310. Thì cũng có thể là sẽ là một cái cặp loa là đối với nhiều người. Tuy nhiên những người gọi là đẳng cấp, level cao thì chắc chắn sẽ tìm đến những cái cặp loa như thế này, vì nó là những cái phiên bản giới hạn anh em nha. Rồi sử dụng một cái bát. Bát này do cái hãng JBL sản xuất này. Tí Khôi sẽ tháo cái cụ ra cho nên cũng xem. Bát giấy ha, gân vải này. Đó, bát đánh rất là tốt luôn. Nó không có mảnh nhưng mà trung âm trường nó ra tốt, mềm mại ha. Và đặc biệt cái này, đây là zin anh em nha. Những cái lỗ hơi này là zin. Anh em có thể gõ lên mạng để thấy là nó zin, chứ không phải là loa đổ nha. Nhưng mà ở đây, cái này á cũng là một cái phần option á, cái option của có thể là nhiều phiên bản thì bình thường họ sẽ bít lại nè, bít lại. Nhưng mà Khôi ship về bên Nhật á, họ thêm một cái chép của hãng Fortet vào đây, chép còi nha. Thì cái lý do á mà Khôi hiểu như thế này nè, hiểu mà theo cái hiểu của người Việt Nam á, thì toàn giải thì lúc nào á nó cũng thiếu giải trên, kể cả Goodman, kể cả là Electro Void hay là JBL, nên á thường nghe thì phải thêm một cái chép. Nên khi mà anh em mà mua cái cặp này á thì coi như mình lời được cặp này, mình lời được cái chép ha. Và Khôi cũng bán không tính tiền luôn, có nghĩa là để vậy bán để cho nó hay, nó test nó hay. Còn không thích á, ví dụ như mình tháo ra, ok nha, tháo ra và mình bít lại cái lỗ này được nha. Đó, không có vấn đề gì khó hết nha. Cái này cái mấy cái miếng gỗ thôi chắc chắn được. Đó là đảm bảo với anh em. Đó, còn mình nghe thì mình thêm một cái chép như thế này là mấy triệu anh em nha. Đó, thì mới hoàn hảo được. Nên khi mình mua cặp này là mình thật sự là mình có lợi nè, có lợi vừa hay theo cái thông số mà người Nhật họ đã thêm. Còn nhiều khi mình tự mình thêm á thì nó sẽ không đúng nha. Đấy. Chưa thao ốc luôn nha, nó có thiếu một hai con ốc này. Bên ship về nó là như vậy nha. Zin nguyên bản của nó này, nước sơn hột này. Bát 30 dòng Full Runner, anh em để ý này. Công suất mát này, Full Runner nhưng mà mát tới 100W, có nghĩa là cặp này á phép mình đánh được nhiều thể loại nhạc. Rồi, series này 0132, bên kia là 009 gì đó. Đây, Khôi tháo ra một cụ thế này nha để cho mình cùng xem. Cụ loa rất là đẹp ha. Đây, cái quan trọng nhất là đây. Đầu tiên nói về cái chép này. Đây, cái chép Fortet này, FH T6 này. Đấy, T6 ha. Thông số của nó này nè, 8 ohm này, 12W này, mát là 40W này. Đó, quay rõ ràng ha. Và ở đây họ thêm một cái tủ này nè, tủ cũng của hãng Fortet luôn. Đó, cái tủ này 3,3K này, 3,3mm đó nha. Rất là tuyệt vời. Thì đây là những cái này riêng tuyệt đối nha, Khôi không có đụng chạm gì luôn. Còn thằng toàn dài thì không sử dụng phấn tần nha. Đây nè, dòng Professional Series nè, James Belanxin ha, Los Angeles USA này, model này 2310 này, đúng với cái thùng của này nha, 81 Series nè. Thì tuyệt vời nè. Mình có thể cắt cái chép ra mình nghe cụ này không cũng được. Còn với người Việt Nam á, thì gắn thêm cái chép dạy cao nó sẽ rất là hay. Anh em cái tù này á, Khôi gọi lên mà Khôi thấy giật mình luôn. Có người bán cặp tù này á 1,5 triệu này, kinh khủng luôn.
Đấy, nên là còn cái chép này nè cũng 3-4 triệu, chép cò nhà 3-4 triệu, anh em gọi cái model này sẽ thấy giá nhá. Đó nên là anh em mua cái cặp loa này nó sẽ lời hơn được 5 triệu nha. Đó. Còn không thích thì Khôi tháo ra nha, nếu như mà Khôi vì lợi nhuận thì Khôi sẽ tháo nó ra, Khôi biết cái lỗ lại nha. Cái gỗ này thì mình làm một cái miếng khác, lấy cách này cách luôn rồi mình sơn lại, nhưng mà Khôi để phải Khôi bán đấy nè. Đấy. Đó. Còn nếu như mà vì lợi nhuận vì tiền là mình sẽ làm kiểu đó, nhưng mà đây là mình muốn hay, muốn giao lưu một cái sản phẩm lời đời để đời nha, phiên bản cực kỳ hiếm. Cái cổ loa này không nè, của cái cổ loa này không, mình lên mạng mình mua thì cũng phải mất 20 triệu thôi nè để sở hữu được cái cổ này nha. Cổ loa professional là chuyên nghiệp á nha. Rồi bên này cũng vậy, rất là đẹp, đẹp, cặp loa là như mới luôn ha. Nên là khi có ship về nè, đúng rồi, Khôi có làm cái clip là lúc ship về á, là người ta còn đóng rời một cái thùng loa cho Khôi nữa. Tí Khôi edit cho anh em cái phần đó. Bữa hôm lúc mà hàng về Khôi có quay rồi. Bây giờ thì Khôi kết thúc cái phần này và sẽ chuyển sang cái phần test chất âm nha. Rồi.